Hi, xin chào mọi người. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hôm nay thì gia đình của Bằng đi ngắm hoa lê ở thành phố Lido, Sài Gòn. Chỗ này được một người bạn chia sẻ là cách nhà có khoảng 10 phút lái xe thôi. Rất là nhiều hoa luôn. Và bây giờ thì Bằng đang đi bộ vô trong cái vườn hoa này. Nó nằm ở cái thư viện của thành phố Westminster ở Lido, Sài Gòn. Rất nhiều hoa. Đây, quay cho mọi người cùng coi nha. Đây, quá trời luôn, quá trời đẹp, trắng hết luôn. Đang có cũng đông người đứng ở đây chụp hình lắm. Đây, quay cho mọi người coi nè, quá trời đẹp, đẹp quá. Wow. Đây, cái này là hoa lê mọi người. Hoa lê màu trắng. Nhiều lắm. Chắc cũng cỡ bên đây có khoảng cỡ 20 gốc á. Phía bên kia cũng chắc cũng cỡ 20 gốc nữa. Chắc cũng cỡ 40-50 gốc hoa lê. Chỉ có màu trắng thôi. Tất cả đều là màu trắng hết. Hello Ray. Anh ơi, bên đây nè. Bé Ray xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Yeah. Bé Ray đang chỉ hoa lê. Đây mọi người. Hoa nó có 5 cánh. Nhìn như hoa mai vàng của mình vậy đó. Nhưng mà nó màu trắng. Nó nở theo chùm. À. Quá trời đẹp. Ở Lido, Sài Gòn. Nhưng mà mới biết tới chỗ này luôn á. Bằng nghĩ chắc cũng có nhiều người ở Lido, Sài Gòn giống như Bằng mà không hề biết là chỗ này có hoa lê trắng vậy luôn á. Bởi vì cái chỗ này cũng ít khi có người ghé. Này, nó nằm ở trong đường số 13, gần với cái chỗ cảnh sát của Westminster với tòa án của thành phố Westminster ở City Hall mọi người. Đây có mấy cô đang chụp hình nè. Đây có mấy chị gái đang chụp hình nữa. Đẹp quá. Wow. Rồi hai mẹ con đi thẳng lên trước đi. Rồi. Wow, Bằng nghĩ mọi người nếu mà muốn đến thì tranh thủ nha. Chứ gió chỗ này là chắc chừng vài hôm nữa là nó rụng hết á. Cái gì nó nở hết rồi. Hoa đã nở hết rồi đó. Hay, rụng hóa trời luôn nè. Đó, đó, bay kìa, bay kìa. Ồ, cánh hoa bay kìa mẹ. Quay lại ăn ơi. Ở đây nè Ân ơi, hoa bay đây nè con. Cánh hoa bay kìa. Chắc cũng cỡ khoảng 40-50 gốc vậy thôi à. Mấy cây này chắc cũng lâu đời lắm rồi. Thường thì ở dưới mấy cái cây hay có cái bảng cho mình biết là cây này nó trồng vào dịp nào á. Nhưng mà ở đây thì bạn không thấy. Ở đây có cây nhỏ hơn nè. Đây, quay gần hơn cho mọi người coi nè. À, nhìn nó như là mai vàng vậy đó. Nó cũng có 5 cánh giống mai rừng á. Nó cũng có cái nhị. Cái nhị nó có cái đầu nó màu màu hồng. Đây màu hồng nè. Còn khi mà nó héo héo thì nó có màu đen. Wow. Nhà nghiên cứu sinh vật học. Con đang nghiên cứu gì vậy? Chỉ lại coi. Sao vậy? Nghiên cứu gì? Kỳ vậy? Sao? Nghiên cứu gì? Kỳ vậy? Đâu con lại con hửi hoa đi. Hửi hoa đi. Hửi. Hửi. Hửi hoa đi. Ừ, thơm không? Thơm không? Thơm không?
Rồi đi qua đây nè. Qua đây. Đây, gió thổi nó cũng rụng từ từ rồi nè mọi người. Này chắc phải tranh thủ đi thôi, chứ không là sẽ rụng hết á. Ok, nếu mà mọi người nào mà chúng ta ở gần Lido Sài Gòn thì tranh thủ nha. Chỉ có bao nhiêu đây thôi à? Do là đang dịch bệnh á, nên là cái thư viện của thành phố Westminster họ đóng cửa rồi. Không biết ở phía sau có không ha? Đi ra phía sau thử coi có không? Bằng đang đi bộ ra phía sau của cái thư viện của thành phố Westminster. Ô, phía sau này cũng có nữa. Nhưng mà không nhiều. Phía sau này cũng có nhưng mà không nhiều. Có khoảng 6-7 cây gì thôi à. Đây, mọi người thấy nè, đây có 6-7 cây gì thôi. Ở bên đó có thêm khoảng chắc cũng 8 cây á. Xa xa bên kia. Nhưng mà không có bông. Wow, ở đây có thêm một cái vườn hoa màu tím nữa. Đẹp quá. Đây, có thêm một cái vườn hoa màu tím nữa mọi người. Có lại có hửi hoa đây, lại coi hoa nè, hoa thơm không? Rồi hoa coi có đụng hoa nè. Ơi, không có phá. Nhẹ thôi. Ừ, nhẹ thôi. Con đi từ từ thôi anh ơi. Wow, hoa này đẹp dữ đi nè. Wow. Ở đây có thêm hoa màu vàng nữa. Hoa này màu này. Màu da cam đó hả? Ừ, màu cam, vàng cam. Ở phía sau còn có một cái vườn hoa màu tím nữa. Quá đẹp luôn. Cái hoa này giống như nó khô vậy ta. Nó giống giấy, rờ giống như giấy vậy đó. Bằng không biết tên hoa này. Nhưng mà rờ giống như hoa giấy vậy đó. Rồi nó kêu sọc. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.